Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, 20 tháng 3. Cập nhật link xem trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Công kích gây gắt báo Indonesia cho rằng Duy Mạnh phải trả giá vì lỡ chọc ghẹo đội tuyển Indonesia. Nhận định 3 điểm nóng quyết định thành bại trận Indonesia và Việt Nam. Liên đoàn bóng đá châu Á nhầm lẫn về tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup là những thông tin chính trong bản tin chiều tối ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, như đã thông tin đến các bạn thì vào lúc 22 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu chất lượng với U23 Tajikistan, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Và có một điều đáng chú ý là hiện thì chưa có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam xác nhận là sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu này. Do đó mà kênh Điểm tin bóng đá sẽ cập nhật link xem sớm nhất từ các nguồn khác nhau, có thể là từ phía Tajikistan, nhanh chóng nhất để gửi đến quý vị các bạn trong trường hợp có link xem. Vì vậy mà các bạn có thể quay lại kênh để chúng ta cập nhật link xem sớm nhất trong trường hợp nếu có link xem trận đấu này. Cảm ơn quý vị các bạn. Quay trở lại với trận đấu thì lần gần nhất U23 Tajikistan có trận đấu chính thức là cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc ở trận giao hữu diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái và hòa nhau với tỷ số 0 đều. Dù vậy thì có khá nhiều cầu thủ trẻ của Tajikistan được chọn lên thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tranh tài ở vòng chung kết Asian Cup vừa qua. Đặc biệt là ở vòng loại World Cup tới đây, đội tuyển Tajikistan cũng có 11 cầu thủ ở đội tuyển U23 được huấn luyện viên của họ đôn lên để chuẩn bị cho cuộc so kè với Ả Rập Xê Út. Dù vậy thì đội hình đội tuyển U23 Tajikistan vẫn có những cái tên nổi trội, chẳng hạn như là tiền đạo Aziz Boyev, người từng dự Asian Cup, Chesut Daner Saripov từng thi đấu ở giải hạng 3 của Tây Ban Nha. Đặc biệt là những gương mặt trẻ của U23 Tajikistan đang muốn tận dụng trận giao hữu này để có sự thể hiện tốt nhất, qua đó sẽ góp mặt trong màu áo U23 Tajikistan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng sau. Nếu trận đấu gần nhất của U23 Tajikistan diễn ra vào tháng 11, ngược lại thì giải chính thức gần nhất mà đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta đó là tại môn bóng đá nam ở Asian Games 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái. Ở giải đó thì tuyển Việt Nam có tên gọi là Olympic đã dừng bước ở vòng bảng. Tuy nhiên thì cũng như Tajikistan, các cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng được ông Philippe Jouzier tạo điều kiện để góp mặt cọ sát trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng chung kết Asian Cup vào tháng 1 vừa qua. Chưa kể là nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup trong tháng 3 này thì nhiều tuyển thủ U23 cũng có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia. Nên chuyến sang Tajikistan lần này, đội tuyển U23 vẫn chưa có được lực lượng đầy đủ nhất. Tuy nhiên, những gương mặt còn lại của bóng đá trẻ Việt Nam hiện là cũng đang quyết tâm thể hiện ở cuộc đọ sức này, hòng có thể góp mặt ở giải trẻ của châu Á. Ở trận đấu giao hữu tới đây thì cả Tajikistan và Việt Nam đều xem nhau là quân xanh nhằm kiểm tra lực lượng của mình sau một thời gian tập luyện. Qua đó thì ban huấn luyện của hai đội có cái nhìn thực tế về lực lượng của mình nhằm hướng đến giải U23 châu Á vào tháng sau. Đây được xem là trận giao hữu chính thức đầu tiên giữa hai đội. Dẫu là cách đây 2 năm thì Việt Nam và Tajikistan từng đối đầu nhau ở trận đấu tập tại đất UAE và cũng hòa nhau với tỷ số 1 đều. Thực tế thì ở trận giao hữu như thế này, kết quả của trận đấu không phải là quan trọng với ban huấn luyện của hai đội, bởi là điều cần nhất đó là họ muốn xem các cầu thủ của mình sẽ thể hiện ra sao, hòng để có bộ khung ưng ý nhất cho giải đấu vào tháng 4. Công kích gay gắt báo Indonesia cho rằng Duy Mạnh phải trả giá vì lỡ chọc ghẹo tuyển Indonesia. Mới đây thì truyền thông Indonesia đưa ra bình luận gây tranh cãi về việc Duy Mạnh bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Duy Mạnh chính là một trong 5 cầu thủ đã bị loại khỏi danh sách cuối cùng của đội tuyển quốc gia lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai. Tuy nhiên thì hậu vệ này vẫn liên tục bị truyền thông Indonesia nhắc đến xuất phát từ câu nói bông đùa cách đây chưa lâu rằng là anh không biết tuyển Việt Nam sắp thi đấu với đội Indonesia hay đội Hà Lan. Sáng ngày hôm nay thì trang Bola của Indonesia đưa ra bình luận gây tranh cãi trong bài viết có tiêu đề: sớm bị trả giá, tuyển thủ Việt Nam chọc ghẹo Indonesia bị ông Jouzier bỏ rơi. Trang báo này viết: Duy Mạnh đã bị loại khỏi danh sách tuyển Việt Nam trước trận đấu gặp Indonesia. Thông tin này cũng được VFF xác nhận và phía liên đoàn này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Duy Mạnh cùng Công Phượng buộc phải vắng mặt. Đỗ Duy Mạnh đã dính chấn thương đùi trong buổi tập
ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Cầu thủ này được triệu tập vào đội hình sơ bộ của tuyển Việt Nam gặp Indonesia cùng với 33 thành viên. Vì thế, Đỗ Diễu Mạnh đã buộc phải rút lui khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam. Lý do anh cần được nghỉ và lo ngại chấn thương cơ đùi có thể tái phát nếu buộc phải thi đấu. Bản thân cầu thủ này cũng được cổ động viên Indonesia biết đến sau khi chế nhạo đội tuyển Indonesia. Bây giờ thì Diễu Mạnh đã phải trả giá sau hành động chọc ghẹo đội tuyển Indonesia. Trang Bola bình luận. Trong khi đó, hãng truyền thông Bola cũng cho đăng tải phát biểu mới nhất của tiền vệ Marcelino Ferdinand, cho rằng Indonesia thi đấu với Việt Nam không chỉ bởi kết quả mà còn vì lòng tự trọng, bởi hai đội là những kỳ phùng địch thủ của nhau ở đấu trường Đông Nam Á. Cụ thể, chân sút trẻ của Indonesia lên tiếng: Indonesia cần giữ vững uy tín trước tuyển Việt Nam. Đúng, điều đó có thể khiến chúng tôi gặp nhiều áp lực hơn. Tuy nhiên, Indonesia và Việt Nam là đối thủ hàng đầu của nhau ở khu vực. Vì vậy, chúng tôi phải chiến đấu bằng lòng tự trọng của mình. Chắc chắn chúng tôi không muốn thất bại vì chúng tôi cũng thuộc khu vực Đông Nam Á và thường xuyên gặp đội tuyển Việt Nam. Ferdinand cũng cho rằng chiến thắng trước Việt Nam ở Asian Cup giúp cho toàn đội tự tin hơn nhiều ở cuộc tái ngộ lần này. Chúng tôi đã phá được thành tích tệ hại vì trước đó chúng tôi thường xuyên để thua Việt Nam. Chúng tôi đang cố gắng duy trì phong độ ở Asian Cup. Hy vọng là chúng tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất và sẽ lại đánh bại Việt Nam. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi đều rất quyết tâm và thực sự là mong chờ trận đấu này. Hy vọng là chúng tôi sẽ thể hiện được hết khả năng của mình và giành chiến thắng cuối cùng. Nhận diện 3 điểm nóng quyết định thành bại ở trận Indonesia gặp Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc đụng độ giữa chủ nhà Indonesia với Việt Nam ở vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 tại khu vực châu Á hứa hẹn là sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Và dưới đây thì chúng ta cùng nhận diện xem liệu đây có phải 3 điểm nóng trên sân mang tính quyết định đến kết quả của trận đấu ngày mai. Như các bạn đã biết thì vào 20:30 tối ngày mai, 21 tháng 3, tuyển Indonesia sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 của bảng F vòng loại thứ 2 của World Cup 2026. Sau hai lượt trận, như đã biết là hiện tại thì Iraq đang đứng đầu ở bảng F với 6 điểm. Việt Nam của chúng ta đứng thứ 2 khi có 3 điểm. Indonesia xếp cuối cùng khi có 1 điểm như đội tuyển Philippines, nhưng xếp sau vì thua hiệu số. Chắc chắn là ở màn đọ sức tới đây tại sân Bung Karno ở thủ đô Jakarta, cả Indonesia và Việt Nam đều quyết tâm giành chiến thắng nhằm cạnh tranh tấm vé tham dự vòng loại thứ 3. Và dưới đây là 3 điểm nóng quyết định đến kết quả của trận đấu. Thứ nhất là Tiến Linh và Jai Edes. Mùa giải này thì tiền đạo tuyển Việt Nam đã dần tìm lại phong độ đỉnh cao khi đóng góp cho Bình Dương 5 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn thắng sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Gần như chắc chắn Tiến Linh sẽ được ông Philippe Jouzier xếp đá chính ở màn đọ sức với Indonesia. Tiến Linh sẽ phải đối đầu với trung vệ nhập tịch Jai Edes, người sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Hiện, anh này đang khoác áo câu lạc bộ Venezia ở Serie B của Ý. Mới 23 tuổi nên Edes còn non nớt kinh nghiệm hơn Tiến Linh, nhưng bù lại thì cầu thủ này sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90. Thứ hai là Việt Anh và Sanata. Tuy là mới 21 tuổi nhưng Sanata đã có 3 năm thi đấu chuyên nghiệp. Thời điểm này thì Sanata có 14 lần khoác áo đội tuyển U22 và U23 Indonesia. Anh này ghi 8 bàn và 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, có 4 bàn. Mùa giải này thì Sanata có 8 bàn sau 22 lần ra sân trong màu áo câu lạc bộ Persis Solo ở giải vô địch quốc gia của Indonesia. Sanata sở hữu chiều cao 1m82, nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi đầy tốc độ và có khả năng dứt điểm tốt. Vì vậy mà sẽ không dễ để cho Việt Anh có thể vô hiệu hóa được mũi nhọn nguy hiểm này. Thứ ba là Hùng Dũng và Ivan Jenner. Cuộc đối đầu giữa Hùng Dũng và Jenner trong đọ sức sắp tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát thế trận của tuyển Việt Nam cũng như là chủ nhà Indonesia. Năm nay 31 tuổi nên Hùng Dũng là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc hơn so với Ivan Jenner. Tuy nhiên thì cầu thủ nhập tịch bên phía đối thủ lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, chiều cao lý tưởng 1m88 so với 1m70 của Hùng Dũng. Tuy có một năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Utrecht nhưng nhờ được chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan nên cầu thủ này cũng tích lũy kinh nghiệm rất nhiều nhờ đối đầu với nhiều đối thủ đẳng cấp. Và hy vọng là các cầu thủ của chúng ta sẽ có màn thể hiện tốt ở trận đấu ngày mai với Indonesia. Liên đoàn bóng đá châu Á nhầm lẫn về tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup. Các bạn thân mến, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới đây đã nhầm về lực lượng của đội tuyển Việt Nam
sát trận lượt đi gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Cụ thể là trước thềm trận đấu tới thì Liên đoàn bóng đá châu Á cho đăng tải bài viết nhận định về màn đọ sức giữa Việt Nam và Indonesia trên trang chủ của mình. Đáng chú ý là AFC đã có sự nhầm lẫn khi đưa tin về biến động lực lượng của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Indonesia. Cụ thể, AFC chia sẻ: Việt Nam chào đón sự trở lại của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh, nhưng thiếu sự phục vụ của bộ ba Ngọc Hải, Văn Hậu và Phạm Tuấn Hải vì chấn thương. Đầu tiên thì tiền đạo Công Phượng quả thực là có được ông Philippe Jouzé triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên thì như các bạn cũng đã biết là do tái phát chấn thương gặp phải ở Nhật Bản trong quá trình rèn quân cùng đội tuyển Việt Nam, nên huấn luyện viên Philippe Jouzé đã quyết định là không mạo hiểm tiếp tục sử dụng mà đã gạch tên Công Phượng khỏi danh sách rút gọn. Bên cạnh đó thì AFC còn sai họ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu thành Đỗ Văn Hậu. Cầu thủ cũng chưa thể trở lại đồng hành cùng tuyển quốc gia sau thời gian điều trị chấn thương, viêm điểm bám gót chân. Cần nói thêm rằng là thầy trò ông Jouzé đặt chân đến Indonesia vào chiều ngày hôm qua và cũng đã nhanh chóng bắt tay vào buổi tập. Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ còn một buổi tập ngày hôm nay trước khi bước vào cuộc so tài với Indonesia tại sân Bukono vào ngày mai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.